Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu thông báo, từ 11 giờ ngày 6 tháng 3 đến 11 giờ ngày 7 tháng 3, ghi nhận 1.748 trường hợp, trong đó ca bệnh là F1, 1.151 ca, ca bệnh là người từ tỉnh khác về, 16 ca, ca bệnh ngoài cộng đồng chưa rõ nguồn lây, 581 ca. Huyện Tam Đường, 195 ca bệnh là F1 đã được quản lý từ trước, ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn. 8 ca ngoài cộng đồng tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao huyện Phong Thổ 159 ca là F1 được quản lý từ trước, ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn. 3 ca là người về từ tỉnh khác, được quản lý ngay khi về. 40 ca ngoài cộng đồng tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao. Huyện Sinh Hồ 154 ca bệnh là F1 được quản lý từ trước, 41 ca ngoài cộng đồng tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao. Huyện Than Uyên 88 ca bệnh là F1 được quản lý từ trước, 80 ca ngoài cộng đồng tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao. Huyện Tân Uyên, 147 ca lẽ F1 được quản lý từ trước, 10 ca là người về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về, 101 ca ngoài cộng đồng, tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao. Huyện Mường Tè, 32 ca bệnh F1 được quản lý từ trước, 149 ca ngoài cộng đồng, tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao. Huyện Nậm Nhùn, 62 ca bệnh lẽ F1 được quản lý từ trước, 1 ca là người về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về. 13 ca ngoài cộng đồng tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao. Thành phố Lai Châu, 314 ca bệnh là F1 được quản lý từ trước, 2 ca là người về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về, 149 ca ngoài cộng đồng tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao.